Bài lão hòa thượng thượng tịnh hà không giảng bộ đại kinh khoa chú này là lần thứ tư được mọi người khắp nơi trên thế giới nhiệt tình hưởng ứng pháp sư thích giác nhàn từ lâu đã đi theo đường lối của hòa thượng thượng tịnh hà không pháp sư thích giác nhàn có tâm nguyện muốn giới thiệu bộ đại kinh khoa chú giảng lần thứ tư này đến với tất cả hành giả tịnh độ để bày tỏ lòng tri ân đối với Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Kính mong những hành giả tịnh độ hữu duyên gặp bộ địa giảng này phát bồ đề tâm chân thật, vâng lời và thực hành theo thì sẽ có hữu ích trên lộ trình tiến tu và thành tựu đạo nghiệp để một đời vãng sanh Tây Phương bất thoái thành Phật sau đó, thường nguyện tái lai, cứu độ chúng sanh, báo Phật ân đức. Pháp Sư Thích Giác Nhàn Kính Ghi Ngày 15 tháng 7 năm Giáp Ngọ 2014 Viện Chuyên Tu Đức Trọng Lâm Đồng Đà Lạt Việt Nam A Di Đà Phật Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tập 7 Người Giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Địa điểm Giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông Đây là Bộ Khoa Chú Giảng lần thứ tư Khi Ngài ở vào độ tuổi gần 90. Các vị Pháp Sư, các vị Đồng Học, xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi Quy y tam bảo A xà lê tồn niệm Ngã đệ tử diệu âm sĩ tòng kim nhật Nải chí mạng tồn Quy y Phật đà Tưởng túc trung tôn Quy y đạt ma Đi dục trung tôn Quy y tăng già Chưa chúng trung tôn a xà lê tồn niệm ngã đệ tử diệu âm tỷ tòng kim nhật nãi chí mạng tồn quy y phật đà tưởng túc trung tôn quy y đạt ma đi dục trung tôn quy y tăng già chư chúng trung tôn a xà lê tồn niệm ngã đệ tử diệu âm tỷ tòng kim nhật nải chí mạng tồn Quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn Quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn Quy y Tăng già trừ chúng trung tôn Mời xem Đại Kinh Hòa Chủ Trang 153 Chúng ta xem từ hàng thứ năm. Nhật Tạo ẩn Từ sở chứ Vô lượng thọ kinh Chân giải trung viết Chủ trượt chi thế Đây Đích thực là Chỉ thời đại hiện thời Của chúng ta hỗn loạn và hung ác vô cùng. Tạo ác chi thời, thánh đạo nhất chủng, kim thời nang tu. Đặc biệt là Phật Pháp. Tại sao? cái mà Phật Pháp nói là tâm tánh. Tu học Phật Pháp Điều kiện quan trọng nhất Tức là dùng chân tâm Tại vì Phật Pháp là Thể hiện chân tâm của phật tâm của chúng ta và phật không giống nhau thì khó mà hiểu được tâm của chúng sanh là tâm vọng tưởng trong chân tâm là sự sanh tịnh bình đẳng giác không có tơ hào ô nhiễm không có tơ hào hoài nghi không có tơ hào dao động chúng ta thời này quả là giống như người xưa nói bồng bột nóng nảy thời xưa người ta có nhưng mà mức độ bồng bột nóng nảy đó rất là ít ỏi Nếu như dùng tỷ lệ phần trăm mà nói Cũng không đến 3 đến 5 phần trăm Tâm của họ còn như vậy Còn bây giờ thì sao? Bây giờ phải tới đến 95 phần trăm 90 đến 95 phần trăm thì làm sao? Có thể học Chúng ta từ chỗ nào nhìn thấy được? Từ kiến thức đại thiện Không còn ở thế gian của chúng ta nữa Họ ờ, tại sao không đến? Vì chúng ta không chịu học Chúng ta thật lòng chịu học Thì Phật Bồ Tát sẽ đến Chúng ta có cảm thì Phật sẽ có ứng Phật và Bồ Tát tại sao đến thế gian này? Khi nào đến? Chúng rằng muốn học thánh giáo thì họ sẽ đến. Đồng của chúng ta tuy là muốn học nhưng mà mức độ chưa đủ, họ cũng sẽ không đến. Điều kiện chưa đủ. người xưa lấy cái gì có thể hồi đủ người xưa từ nhỏ đã tiếp nhận qua sự giáo dục cơ bản chúng ta đưa ra ví dụ dễ hiểu là đệ tử quy là sự giáo dục cần thiết phải học tập để giáo dục đời sau của mỗi một gia đình tự giáo dục này không phải là để dạy cho trẻ con học không phải thế hoàn toàn là người trong một nhà mà đặc biệt là cha mẹ đều phải học chắc để tử quy trẻ con vừa mới ra đời thì nó có thể nhìn thấy có thể nghe thấy có thể tiếp xúc được khoảng cách cha mẹ và nó rất gần lời nói và hành động của cha mẹ nhất động nhất cử đều ở ngay trước mắt đứa trẻ cho dù là đứa trẻ sơ sinh mới chào đời nó mở mắt ra cũng có thể nhìn thấy đôi tai bé nhỏ của nó cũng có thể nghe thấy nó đã bắt đầu học hỏi cho nên phàm là những mặt trái những điều bất thiện những điều bất hảo tuyệt đối không nên cho đứa trẻ nhìn thấy không thể cho nó nghe thấy không nên cho nó tiếp xúc đến Người mẹ phải trông con cho tốt Để cho đứa trẻ nhìn thấy được Nghe thấy được và tiếp xúc được Nên là những điều thiện Những điều tốt Tiêu chuẩn của thiện và ác Thời xưa người Trung Hoa là lấy Ngũ luân, ngũ thường, tứ duy bác đức Làm tiêu chuẩn tương ứng với những điều này thì là thiện không tương ứng với những điều này thì là bất thiện nói một cách khác nó vừa ra đời là tiếp nhận sự giáo dục về luân lý tổ thường tứ duy bác đức là sự giáo dục về đạo đức đứa trẻ phải trong bao lâu phải trong ba năm nói một cách khác là một ngàn ngày đây là sự giáo dục cơ bản của đời người bây giờ không còn nữa hoàn toàn không còn nữa ở tuổi của tôi Tức là 80 năm trước Vẫn còn Tôi chạm đến được một chút ranh giới Em trai thì không có Cậu ấy nhỏ hơn tôi 6 tuổi Tôi tiếp xúc với sự giáo dục này phải nói là lúc 8 chín tuổi thì không còn nữa tôi 8 chín tuổi thì em trai tôi chỉ có hai ba tuổi cậu ấy không còn nhớ chuyện nữa tôi vẫn còn tiếp xúc được ranh giới của sự giáo dục truyền thống mười tuổi chúng tôi từ dưới quê dọn lên thành phố trong thành phố thì hoàn toàn không còn sự giáo dục về truyền thống nữa. Thỉnh thoảng còn nghe người nhắc đến, nhưng không thấy có người thật tâm mà làm. Sau khi 10 tuổi ở trong thành phố bị tiêm nhiễm, là những điều bất thiện tiếp nhận cái gọi là nền giáo dục mới nền giáo dục mới thì phủ định nền giáo dục truyền thống truyền thống là lỗi thời là lạc hậu phải học tập theo các quốc gia tiên tiến âu mỹ tách vở của tiểu học thì sửa đổi Khi tôi học tiểu học Tiểu học lớp 2 Vẫn còn sách vở tu thân Nhưng đến lớp 3 thì sửa đổi Tu thân không dùng nữa Đổi thành môn công dân Đến lớp 4 đổi thành môn xã hội Sách vở thường xuyên thay đổi Mỗi một năm đều khác nhau Đây là sự trải nghiệm của chính bản thân chúng tôi càng sửa đổi thì khoảng cách cùng với giáo dục truyền thống càng xa càng ngày càng xa đến khi chúng tôi học sơ trùng Đích thực là đạo đức, luân lý, truyền thống không còn nữa. Nhưng mà thời đó đều là tạo sư tốt. Thầy cô còn có thể dùng thần giáo là Ở trong thời kỳ hoạn nạn Cuộc chiến tranh Châu Nhật 8 năm chúng tôi đã trưởng thành trong thời kỳ này những ngày tháng đó rất là gian nan khổng khó Thầy cô đối với học trò rất có tâm yêu thương. Chúng tôi là những học sinh lưu vong. Không ở cùng gia đình. Có người còn liên lạc được với gia đình. Có người ngay cả tin tức cũng không có. Cho nên, ngôi trường là nhà. Thầy cô cũng kiêm luôn. Sứ mệnh làm cha mẹ chúng tôi đối với thầy cô rất là biết ơn thầy cô đích thực xem chúng tôi như là con cái của họ rất quan tâm rất yêu thương chúng tôi cũng làm ra những tấm gương tốt để cho chúng tôi xem trong sách vở mặc dù không có nhưng mà mỗi một cử chỉ hành động đều là tấm gương cho chúng tôi noi theo Trong chân dạy nói, thánh đạo nhất chủng, kim thời nang tu, kỳ nang kỳ nhất, rất là khó, không chỉ một loại. Học tập kiến thức, khái niệm, cơ bản của thánh đạo, chúng ta hoàn toàn không có tiếp thu được. thì làm sao có thể thoát ly, thụt đạo luôn hồi? Phía dưới nổi đặt thử nhất môn. Một môn này, ngoài 8.400 vạn pháp môn, ngoài vô lượng pháp môn, pháp môn, chỉ có một pháp môn này Bí viên cực đốn Một môn này rất là thù thắng Viên đến cung cực Viên là viên mạng Viên mạng đến tột đỉnh Viên dùng đến tột đỉnh Đốn Đốn là đốn siêu Nhanh lẹ cũng đạt đến tột định. Một pháp môn thù thắng như vậy thật là hiếm thấy. Nhi thả do kỳ giảng dịch trực tiếp, nó không khó. Nếu như ý viên cực đúng, cần phải người thường thượng, thượng căn mới có thể tiếp nhận được. Vậy thì chúng ta không có phần rồi. Lợi ích lớn nhất của nó là đơn giản, dễ dàng. Dứt khoát, nhanh lẹ, chắc chắn. Đây tức là nói pháp môn tình độ tắc xuất thế chi chánh thuyết thiên tài từ kinh vượt qua lục đạo luân hồi vượt qua mười pháp giới không phải đem ra để nói không phải là nói tùy tiện nói nghiêm túc là ở bộ kinh này Bộ Kinh là nhất đại sở thuyết quy thự Kinh Thời này là một đời của Phật Thích Ca Mâu Ni Tức là nói 49 năm của Đức Thế Tôn Tất cả các Pháp trong 49 năm mà Ngài giảng đều quy ở tình độ Cầu sanh thế giới Tây Phương cực lạc như chúng thủy quỳ ư đại hải chúng thủy là sông ngồi ở trên lục địa nước ở trong các sông ngòi toàn bộ đều chảy ra biển cả tất cả các kinh tất cả các pháp môn vô lượng pháp môn ví như sông ngòi tịnh độ ví như là biển lớn cuối cùng đều quy về tình độ. Do thử ngôn trí, bá vạn a à tăng chỉ nhân duyên chỉ khởi hoa nghiêm. kinh hoa nghiêm. kinh hoa nghiêm là vô lượng nhân duyên. Đức Thế Tùng Vì chúng ta mà giảng bộ kinh này Nhất đại sự nhân duyên Dĩ thành Pháp Hòa chi giáo Phật nói Pháp Hòa Là vì một đại sự nhân duyên Một đại sự này Là liễu sinh tử Chứng Bồ Đề Chỉ liệu sinh tử A-la-hán Làm được Phải thành vô thượng bồ đề A-la-hán làm không được Đó là Pháp Thần Bồ Tát Việc gì vi thự Việc gì vi thự Pháp gì do tự Câu nói này rất hay Tặng xem kinh giáo Đều có ba phần Tự phần Chánh tông phần Lưu thông phần Ý nghĩa của câu nói này Tức là kinh hoa nghiêm Kinh pháp hòa Hai bộ kinh này Chỉ là tự phần của bộ kinh này mà thôi dẫn nhập là tự phần còn bộ kinh thì sao bổn kinh giả chánh thị nhất đại tạng giáo chi chỉ huy nói cách khác bộ kinh này là chánh tông phần của tất cả các kinh bộ phận chủ yếu nhất là ở tại nơi đây Chúng ta được bộ kinh này bằng với việc đọc nhất đại tạng giáo. Những kinh giáo mà Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng trong 49 năm, chúng ta cũng không có làm mất hay xót. Không những như thế. Trên thực tế là bao gồm vô lượng kinh giáo. Mà thập phương tam thế vô lượng vô biên Chư Phật Như Lai đã giảng Đều là dẫn khởi Của Pháp môn này Pháp này rất trọng yếu Đây cũng là điều trong chân giải nói Bên dưới là Hoàng Niệm Tổ cư sĩ nói, Cái vị hoa nghiêm, pháp hoa lưỡng kinh, chỉ thị bổng kinh, y đạo dẫn. Tôi tin tưởng câu nói này. Tại vì tôi học hoa nghiêm, học pháp hoa, học lăng nghiêm. Đối với bộ kinh này, tôi có lòng tin Tôi không phải là học những đại kinh đại luận này. Lúc còn trẻ ở Đài Loan, Đám vần Pháp Sư khuyên tôi, tôi không tiếp nhận. Tôi học kinh giáo ở Lý Lão Sư. Lý Lão Sư giới thiệu cho tôi, tôi cũng không tiếp nhận. hai người già dạy tôi học học ba phần chú dạy của kinh di đà tớ sao của liên trì đại sư hiếu dạy của ngẫu ích đại sư viên trung sao của U khê đại sư Ba phần lớn Kinh Di Đà Tôi đều đọc qua Hai lão sư Đều dạy tôi học Ấn Quang Đại sư Văn Sao Vừa tiếp tục hai bài tôi cũng học Thái độ của tôi đối với tịnh độ tông đã thay đổi Lúc trước không xem trọng nó Học qua những thứ này Tôi tôn trọng tịnh độ Nhưng mà tôi lại không muốn học nó Hứng thú vẫn là ở Đại Kinh Đại Luận Quả thực ở trong Kinh Hoa nghiệm thấy được Văn thù phổ hiền Bồ Tát Phát nguyện cầu sanh tình độ Thành tựu vô thượng Bồ Đề Trong Pháp Hòa Lăng Nghiêm Nhất là Lăng Nghiêm 25 viên thông chương Nhìn thấy Biểu pháp của Đại Thế Chí Cùng quan Thế Âm Bồ Tát Tôi đã hiểu Nên tôi mới có lòng tin đối với tình độ như vậy. Đối với bản sanh cực lạc mới phát ra tâm nguyện. Mặc dù là có tình có nguyện, nhưng tật xấu khuyết điểm của bản thân còn chưa cắt đứt. Tật xấu khuyết điểm là gì? thích hỏi hàng nghe ngóng tức là tâm chưa chuyên nhất đại kinh đại luận vẫn thích xem vẫn thích học không có nhất môn tham nhập nhất môn tham nhập trường thời huân tu tôi rõ đạo lý này nhưng tôi không làm được Nhìn lại tôi thấy Hải Hiền Pháp Sư Hải Khánh Pháp Sư Họ không biết chữ Cũng không học qua kinh giáo Nhưng mà họ có thể Nhất ngộn thâm nhập trường thời huân tu Chỉ dựa vào câu Phật hiệu táo chữ hồng danh họ đã thành tựu niệm Phật ta mùi tôi tin tưởng họ có chỗ ngộ họ không phải là giác ngộ bình thường giống như Tông Môn đã nói đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh cũng có thể nói là họ về chúng ta mà thể hiện pháp thần bồ tát vào thời điểm hiện tại này thể hiện tấm gương tốt nhất của đệ tử phật môn tu hành chứng quả chúng ta tự thang không bằng chúng ta phải học tập theo lão hòa thượng lão hòa thượng là tấm gương thiết thực cho chúng ta Bây giờ chúng ta quay đầu vẫn còn kịp. Pháp à. môn này phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể tu thành? Trong Kinh Di Đà nói rất rõ. Nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, Bảy ngày này số sáu phía trước là chữ số. Số bảy phía sau không phải là chữ số. Là cái gì? Công phu viên mạng của bạn mới gọi là bảy. Tại à, Khánh Pháp Sư bảy mươi năm niệm phật bảy mươi năm vãng sanh bảy ngày đó thì là bảy mươi năm tức là số bảy cuối cùng Tảo hòa thượng hải hiền niệm các phật hiệu này hết chín mươi hai năm chín mươi hai năm cũng tức là số bảy Số 7 mang ý nghĩa viên mãn. Vì à, sao nói nó viên mãn? Nó là trung tâm của phía trên dưới bốn phương. Số 7 mang ý nghĩa này cho nên nó biểu pháp gọi là viên mãn. Tứ phương đồng tây nam bắc phía trên phía dưới chính giữa à, khi nào công phu của bạn thành thục khi bạn đã vãng sanh. Đây gọi là bảy. Cho nên những lời nói này của Pháp Sư Đạo Ẩn tức là nói Kinh Hoa Nghiêm Pháp Hoa Kinh Lăng Nghiêm mà học đều là phần dẫn nhập của bổn kinh Bổn kinh chính là quy một mối của nhất đại thần giáo. Cuối kinh hoa nghiêm, phổ hiền đại sĩ thập đại nguyện vương đạo quy cực lạc thị kỳ minh chứng. Cái này quá rõ ràng. Vừa xem là sẽ hiểu. Văn thù phổ hiền phát nguyện vãng sanh thế giới cực lạc đây mới chứng được viên mãn 25 viên thông trong hội lăng nghiêm thế chí quan âm xếp ở pháp môn đặc biệt đi theo các sắp xếp thứ tự là pháp môn thông thường đi theo thứ tự thông thường Nhĩ căn viên thông của Quán Thế Âm Bồ Tát Tại 25 viên thông trường thì phải xếp thứ hai Thứ nhất là nhãn căn Thứ hai là nhĩ căn Quán Âm Bồ Tát không có xếp thứ hai Quán Âm Bồ Tát xếp sau cùng Thứ 25 Đại Thế Chí Bồ Tát đại. Nếu theo thứ tự trong 25 ngôi vị, đại thế chí Bồ Tát là xếp ở thứ 23. Kết quả là xếp ở thứ 24. Đại thế chí Bồ Tát đổi chỗ với Di Lặc Bồ Tát. Đại Thế Chí Bồ Tát phải là ở phía trước Bồ Tát Di Lặc. Cùng với Lặc Bồ Tát hoán đổi, Di Lặc Bồ Tát 23, Đại Thế Chí Bồ Tát 24. Rõ ràng ta không theo thứ tự. Đây là pháp môn đặc biệt theo thứ tự là pháp môn thông thường bổ hiền thập nguyện đạo quy cực lạc đây mới là lời dạy dỗ rõ ràng nhất chúng ta cần phải ngẫm nghĩ thì mới có thể hiểu rõ được. Chúng ta tham khảo trong tài liệu có thập đại nguyện vương ở trang 68 114 Mã số là 114 Thập Đại Nguyện Vương Đầy trích lục từ Phật học Đại Từ Điển Trong điều phổ hiền thập nguyện Tứ thập hoa nghiêm kinh Phổ hiền hành nguyện phẩm viết Ấn tu thập chủng Quảng đại hành nguyện Hà đẳng phí thập nất giả lễ kính chư Phật. Đây là tu học đại thừa, nhất là tu học tịnh độ, người cầu vãng sanh tịnh độ. đặc biệt chú ý. Phẩm thứ hai kinh vô lượng thọ. Đức Tuân Phổ Hiền. Phẩm thứ hai bổn hội tập của Hà lão. Đây đúng là tự phẩm của kinh. Tự phẩm của bổn kinh. Tất cả có ba phẩm kinh văn. Hai phẩm trước là thông tự. Phẩm thứ ba là biệt tự, tức là phát khởi tự. Cho nên, Trần Giải nói, Hoa nghiêm Pháp Hoa là do tự của bổn kinh, có nguyên do nó không phải là nói tùy tiện Mở kinh bổn ra bạn có thể nhìn thấy Ta thật chứ không phải là giả Cho nên Thập Đại Nguyện Vương Chúng ta phải học Tại sao thế? Thế giới Tây Phương cực lạc Ai ai cũng đều học phổ hiền thập nguyện Tây Phương cực lạc là Pháp giới của phổ hiền thập nguyện triển khai phổ hiền thập nguyện mới là thế giới cực lạc. Bạn hỏi thế giới cực lạc từ đâu đến? Ta đến từ thập nguyện này. Bản sanh đến thế giới cực lạc không có một ai là không phải tu phổ hiền thập nguyện. Nói cách khác, thế giới cực lạc là pháp giới của phổ hiền. Chúng ta có thể tu học Học càng tốt Thì thế giới cực lạc càng tương ứng Điều thứ nhất Lệ kính chư Phật Chúng ta phải làm thật Tại vì sao? Chúng ta muốn đi đến thế giới cực lạc Người ở thế giới cực lạc Ai ai cũng lễ kính chư Phật Không có một ai ngoài lệ Chư Phật là chỉ ai? Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Thế Tôn dạy chúng ta, tất cả chúng sanh vốn là Phật. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai. Trong người Pháp giới, chỉ có mê ngộ là khác thôi. Thiên thai Đại sư nói với chúng ta lục tức Phật tức là phật phân thành sáu loại thứ nhất là lý tức phật từ trên lý mà nói tất cả chúng sanh đều là phật cho nên phật nói tất cả chúng sanh vốn là phật từ trên lý mà nói lý là gì lý là chân như tự tánh Chúng tôi học qua đàn Kinh đàn Kinh mọi người đều quen thuộc Đại sư Huệ Năng Khai Ngộ Đã nói năm câu nói Câu nói cuối cùng là Nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp Tự tánh đó tức là Phật tánh Tự tánh tức là Phật Tất cả vạn pháp là do tự tánh sanh ra Tự tánh là năng sanh. Tất cả vạn pháp là sở sanh. Năng sở bất nhị. Năng sở nhất như. Nếu như năng sanh đã là Phật, sở sanh cũng không ngoại lệ, cũng là Phật. Trên lý mà nói, tại vì bạn vốn là Phật, cho nên bạn có thể thành Phật. Bạn chỉ cần đi con đường của Phật thì bạn sẽ thành Phật. Mười Pháp giới, mười con đường. Mười con đường này, mười loại quả báo đều là tự tánh, tở sanh, tở hiện. Từ một niệm bất giác thì biến thành A-la-gia. A-la-gia là, là tâm vọng tưởng. Tâm vọng tưởng từ chân tâm sanh ra. Vọng bất ly chân. Nhưng tác dụng của chân và vọng khác nhau. Chân là vô thượng bồ đề. Vọng là thập pháp giới, y chánh trang nghiêm. Không như nhau. Vọng là pháp sanh diệt Có sanh có diệt Chân Phía trước chúng ta đã học qua Nó là tự tánh khởi Nó không phải là do duyên khởi Nó bất sanh bất diệt Vệ năng đại sư nói câu thứ hai Nào ngờ tự tánh Không sanh không diệt Tức nó là bất sanh bất diệt từ lý tích phật mà nói tất cả chúng sanh đều là phật không những có chúng sanh hữu tình là phật chúng sanh vô tình là vạn pháp cái bàn ghế này của chúng ta có phải là phật không đều là phật động vật là phật thực vật là phật khoáng vật là phật không có cái nào không phải là phật Đối tượng mà chúng ta lễ kính là chư Phật. Bao gồm mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Y báo. Tức là Sơn Hà Đại Địa. Bao gồm tất cả thực vật bên trong Tránh báo là nói tất cả chúng sanh Có những chúng sanh hữu tình Hữu tình vô tình đồng viên chủng trí Chúng ta đối với Phật rất cùng kính Đối đại với cha mẹ hiếu thuận Có thể đem những cái cung kính hiếu thuận này đối đại với tất cả mọi người tất cả mọi việc, tất cả mọi vật không? Tại vì sao? Lệ kính chư Phật Điều thứ nhất trong Phổ Hiền Hạnh Tu Phổ Hiền Hạnh bắt đầu tu từ đâu? Từ lệ kính mà tu Tại sao? Tu tầm chân thành mà ra cho nên khi xưa người trung hoa dạy trẻ sơ sinh không phải là dạy trẻ nhỏ mà là trẻ sơ sinh ai dạy cha mẹ dạy nó học theo ai nó học theo cha mẹ cha mẹ hiếu thuận với cha mẹ họ con cái trẻ học theo khi trưởng thành sẽ biết hiếu thuận cha mẹ không phải khi trưởng thành từ nhỏ đến lớn đều biết hiếu thuận cha mẹ vì nó đã học rồi bây giờ con cái bất hiếu không thể trách con cái bạn đi trách con cái thật là oan uổng cho chúng nó trách ai bây giờ trách những người làm cha mẹ không dạy dỗ chúng nó tốt vậy cha mẹ không còn nữa tức là ông bà nội của đứa trẻ không còn nữa bây giờ cái gia đình nhỏ có thể cung phụng di ảnh của cha mẹ tức là di ảnh của ông bà nội đứa trẻ treo ở nơi sáng sủa nhất sáng tối hành lễ tàm bái cha mẹ quá cố cho ai xem cho con cái xem con cái nhìn thấy cha mẹ mà hiểu được cha mẹ tôi mỗi sáng đều hành lễ tam bái với ông bà nội bạn hãy xem lòng cung kính của nó sẽ trỗi dậy ngoài cha mẹ ra Phần đức sau giày đối với chúng ta không ai qua thầy cô vì thế, hình ảnh của thầy cô nên treo cùng với di ảnh của cha mẹ. Làm cho mình mãi mãi không quên. Công ơn sâu dày. Cha mẹ thầy cô dạy dỗ tôi nên người. Tôi làm sao có thể vong ơn mọi nghĩa? không có người dạy dỗ cha mẹ thầy cô đều không còn nữa y ảnh còn y ảnh của cha không tìm ra y ảnh của mẹ còn y ảnh tìm không ra thì có thể lập bài vị Di ảnh tìm được Thì cung phụng di ảnh Đây là giáo hóa chúng sanh Hiếu đạo Cung kính Hiếu thảo với cha mẹ Cung kính với thầy cô Đem những điều này hiếu kính Hiếu thuận với tất cả chúng sanh Đối với người, đối với vật Đều dùng lòng hiếu thảo Đây gọi là phổ hiền Bồ Tát Phổ hiền là Pháp thân Bồ Tát Chỉ có Ngài chứng được Pháp thân Ngài mới biết được cần phải làm cách như thế Phổ hiền giống như cha mẹ là người rất có trách nhiệm. Tất cả Bồ Tát là con cái. Phổ hiền hiện thần thuyết pháp. Tôi đã từng nghe qua có người nói với tôi Đảo cư sĩ Hạ Liên Cư là Phổ Hiền Bồ Tát Tái Lai Đảo cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Là quan Thế Âm Bồ Tát Tái Lai Tháng Giêng năm ngoái Tức là trước một năm vãng sanh Đảo Hòa Thượng Hải Hiền cũng là hóa thân của phổ hiền Bồ Tát. Về lý thì có thể chấp nhận, về sự thì không có chứng cứ. Cho nên chúng ta cũng không cần hoài nghi. Cũng không cần tin tưởng hoàn toàn. Về lý thì có thể chấp nhận, về sự thì không có chứng cứ. Thái độ của chúng ta như vậy là tốt nhất Chúng ta xem Ngài như Bồ Tát Ngài là Bồ Tát thật Không phải giả Làm ra cho chúng ta thấy Ở trong thời đại này Học Phật tu hành Chứng quả phải giống như họ vậy Một đời Ấn Quang Đại Sư dạy người một phần thành kính được một phần lợi ích mười phần thành kính được mười phần lợi ích bạn tu hành có thể được bao nhiêu lợi ích cùng với lòng thành kính của bạn hoàn toàn tương khớp với tỷ lệ không có lòng thành kính bạn cái gì cũng không đạt được bạn vẫn sẽ dậm chân tại chỗ trong lục đạo luân hồi Cái này không thể không biết. Học Phật là bắt đầu học từ đâu? Từ lễ kính mà học. Tầm chân thành. Tu lễ kính. Tầm thanh tịnh tu lễ kính Từ đây mà nhập môn Thứ hai Từng tán như lai câu thứ nhất nói là chư Phật Tại sao câu thứ hai lại thay đổi rồi? Không gọi xưng tán chư Phật Tại sao lại thay đổi? Thay đổi rồi, ý nghĩa đương nhiên sẽ khác. Nói chứ Phật là từ trên tướng mà nói. Nói như lai là từ trên tánh mà nói, là không như nhau. Từ trên tướng mà nói, phạm vi rất rộng lớn. Tất cả người và sự vật toàn bộ bao quát ở bên trong. Cùng với vô bất kính trong lễ ký khúc lễ của Trung Quốc mà nói là một ý nghĩa. Đối với tất cả, đều cần phải cung kính. Nói cách khác Cũng là đối với người, đối với việc, đối với vật Người Trung Hoa nói về Thánh Hiền Phật Pháp nói về Phật Bồ Tát Hoàn toàn tương đồng Người không có lòng cung kính Họ có thể học những gì? Học khoa học kỹ thuật của phương Tây Được Không cần dùng lòng cung kính Học Phật thì không được văn hóa truyền thống của tổ tiên cũng không được văn hóa truyền thống của tổ tiên và phật pháp đều từ phải cung kính mà nhập môn rất là quan trọng vì thế trong tịnh nghiệp tam phước Câu đầu tiên điều thứ nhất là Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng Phương pháp học tập, thực hành của chúng ta là ở đệ tử quy Đây là tiêu chuẩn thấp nhất Tất cả chúng sanh Ai ai cũng đều có thể làm được tiêu chuẩn này Không có cái tiêu chuẩn này Tổng tử, mạnh tử, giảng văn hóa truyền thống cho bạn Bạn cũng sẽ không hiểu Không có cái tiêu chuẩn này Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà có đến dạy bạn Bạn vẫn là kẻ phàm phu Từ trên tướng mà nói, không có phân biệt người thiện kẻ ác đều phải cùng kính à, người tôn trọng ta người yêu mến ta còn có người hiểu lầm ta bị bán ta người hãm hại ta cũng phải cùng kính tại vì sao họ vốn là phật tại sao họ làm điều ác họ làm ra điều ác đó không phải bản tánh của họ mà là tập tánh. Bản tánh của họ là Phật. Chúng ta hoàn toàn nhìn bản tánh, không nhìn tập tánh. Tập tánh là giả, bản tánh là thật. Bản tánh thì mãi mãi không thay đổi. Tập tánh, thiện trở thành ác, ác trở thành thiện, thiền biến vạn hóa, không nên để ý những thứ này chỉ từ trên phật tánh mà nói thì bạn mới có thể thành phật được dùng tập tánh đi học sẽ học không xong học cả đời cũng học không xong tương tán thì có tiêu chuẩn tương ứng với tánh đức xưng tán. không tương ứng với tánh đức thì không xưng tán. trong 53 tham kinh hoa nghiêm có biểu pháp rõ ràng hiện tại đồng tử đi tham học đối với tất cả thiện tri thức đầu tiên là lễ kính Thứ hai là xương tán. Chỉ có ba vị thiện tri thức. Ngài có lễ kính, không có khen ngợi. Năm mươi ba vị thiện tri thức đều là biểu pháp. Nói cùng quý vị, đều là chư Phật như Lai thị hiện. đến để biểu diễn cho chúng ta xem và cái này thắng nhiệt bà la môn có lễ kính không có khen ngợi ngài biểu pháp gì ngài biểu pháp ngu si tham sân si tham sân si phải biết dùng mới có thể thành phật không biết dùng thì là đi tà mát đạo à, cam lộ hỏa vương biểu pháp sân si hiện tại đồng tử tham phỏng có lễ kính không có tán tháng cái thứ ba là phạt tô mật đa nữ biểu pháp tha mái hiện tại đồng tử tham phỏng có lễ kính không khen ngợi tại vì sao cùng với tánh đức mà ngài biểu hiện trái ngược nhau trái ngược nhau cũng là pháp Pháp có nhiễm tịnh, có thiện ác. Tất cả đều là Pháp. Phải đối đãi bình đẳng. Tại sao trên hình tượng có lệ kính? Trên đức hạnh thì không xương tán. Tại vì xương tán sợ thông thường người ta đều học theo. Không phải người bình thường có thể học được. Vậy thì người nào học? Pháp thân đại sĩ học được. Bồ Tát thông thường thì không được. Ngài là ở trong lúc hiện thiền của Tham sân Si. Trong tâm không tiêm nhiễm, không có Tham sân Si. Cũng tức là trong cái cảnh giới Tham sân Si này Ngài không khởi tâm, không động niệm. Nói cách khác, tham sân si tức là giới định huệ. Giới định huệ viên mãn. Nó cùng với giới định huệ tương đồng, không có khác nhau. Họ là độ Pháp thân Bồ Tát năm mươi ba tham vấn người đầu tiên là tỳ kheo các tường vân, Thị hiện là viên giáo sơ trụ bồ tát, bốn mươi mốt vị pháp thân đại sĩ, thập trụ thập hạnh thập hội hướng thập địa, năm mươi ba tham. Ngoài ra trong 13 ba tham có 11 một vị là đại diện đẳng giá cho nên tổng cộng có 53 vị thứ đại viên mãn trong kinh hoa nghiêm pháp tối thượng thừa là không khởi tâm không động niệm bất luận ở trong cảnh giới nào ngài cũng hiểu rõ ràng là trí tuệ không khởi tâm không động niệm là tự tánh vốn có có định có huệ kẻ phạm phu không được cử ly cùng với cảnh giới này rất xa nhị thừa cũng không được truyền giáo bồ tát cũng không được thiên thai giảng biệt giáo trong biệt giáo thập trụ thập hạnh thập hội hướng đều không được biệt giáo từ địa thượng bồ tát sơ địa trở lên biên giáo sơ trụ trở lên cho nên hiện tại mới ra tham học ngài chứng đắc sơ trụ không phải sơ trụ những cái đó có tính chọn lựa không thể cái nào cũng học có chọn lựa Cho nên Chứng đắc sơ trụ Phá một phẩm vô minh Chứng một phần pháp thân Đối với Biểu pháp Biểu pháp thân sân si Ba vị Bồ Tát này Pháp mà thiện tài biểu diễn cho chúng ta Có lễ kính không có khen ngợi cúng dường có những cái khác thứ nào cũng có chỉ là thiếu một cái từng tán như lai dụng ý này rất sâu chúng ta phải hiểu hiểu rồi thì bạn Đối với tất cả Pháp mà Phật nói Đều sẽ sanh lòng cung kính Bạn sẽ không hoài nghi Sẽ không hủy bán Đồng thời hiểu được chính mình Ở trong 53 vị thứ Chúng ta ở tầng lớp nào Đây là giảng về xương tán. Thứ ba, quản tu cúng dường. Cúng dường là tu tâm bình đẳng. Không có cao thấp là bình đẳng. Tất cả chúng sanh đều là Phật. Chúng ta dùng thái độ gì để cúng dường Phật Bồ Tát là dùng thái độ đó cúng dường tất cả chúng sanh. Đại à, biểu cho Phật và Bồ Tát tức là cha mẹ thầy cô. Họ làm đại biểu cho nên hiếu dưỡng cha mẹ phụng sự sư trưởng là đại biểu phải đem sự cúng dường phụng sự sư trưởng cùng hiếu dưỡng cha mẹ cúng dường tất cả chúng sanh cũng tức là chúng ta nói đối với người đối với vật đây là phổ hiền hạnh không phải cách tu của các Bồ Tát thông thường mà là cách tu của Pháp Thân Bồ Tát bản sanh thế giới cực lạc tình đến thế giới cực lạc phàm thánh đồng cư độ hạ à hạ phẩm vãng sanh đều là tu phổ hiền hạnh 48 nguyện của Phật A-di-đà gia trì cho bạn bạn tự nhiên sẽ hiểu rõ tự nhiên bạn sẽ làm được chân thành cung kính cái thiếu sót của chúng ta Bây giờ không những không có khen ngợi Phê bình Hủy bán Khen mình chê người Trong gia đình Anh em bất hòa trong đoàn thể không tôn trọng lãnh đạo bằng mặt không bằng lòng ở trong xã hội hiện nay những chuyện này rất nhiều Tại vì sao xã hội động loạn? Từ trong những điều này, chúng ta nhìn thấy bây giờ có người không có lễ kính, không có khen ngợi, không có cúng dường. Và ba điều này có thể thấy ra từ động loạn của xã hội nguyên do tai biến của trái đất tại sao xã hội lại động loạn như vậy tại sao tai nạn nhiều như vậy phật pháp có thể hóa giải ai ai cũng hiểu rõ cũng đều minh bạch giữa người với nhau cần phải tệ kính cần phải khen ngợi lẫn nhau cho nên đại đức tổ sư phật môn dạy mọi người nếu muốn phật pháp hưng chỉ có tăng khen tăng tán thán lẫn nhau là biểu tượng khí tượng hưng vượng của phật pháp nếu như phê bình nhau tự khen mình chê người đây là hiện tượng phật pháp suy đồi là hiện tượng tiêu diệt phật pháp đây không phải là hưng vượng phật pháp phật pháp như thế thế pháp cũng không ngoại lệ trong một gia đình cha con anh chị em khen ngợi lẫn nhau cả gia đình sẽ hưng vượng nếu như ai cũng không phục ai Phê bình lẫn nhau Vĩ bán lẫn nhau Cả gia đình này nhất định sẽ suy bại Cả gia đình này sẽ biến mất đây đều ở trước mắt chúng ta Chỉ cần để ý một chút Bạn mỗi ngày sẽ thấy Tự thật chân tướng sẽ bày ra trước mắt Có thành kính Có cúng dường sẽ biết cúng dường những gì tốt đẹp cho người khác. Còn mình thì sẽ dùng những vật không tốt. Người này mới đúng là tu phước thật sự. Người này mới thành tựu thật sự. Ở đây trong phổ hiện hạnh nói về cúng dường Thông thường mà nói bố thí Cúng dường là có tâm chân thành Đối với bề trên, đối với cha mẹ, đối với sư trưởng Bố thí là thông thường Ngài không dùng bố thí Dùng cúng dường Tài cúng dường Được đại tài phú pháp cúng dường được trí huệ thông minh vô ý cúng dường được khỏe mạnh trường thọ ừ. nghiệp báo nhân quả quyết định không sai xem cách làm của chúng ta như thế nào Có phân biệt có chấp trước. Dùng tâm vọng tưởng không có dùng chân tâm. Chân tâm tu tích là công đức. Tâm vọng tưởng tu tích là phước báo. Nhân gian là hưởng thụ trong lục đạo tại vì tâm không thanh tịnh cho nên bạn không thể vượt qua luân hồi không thể xem đến pháp giới tứ thánh niệm phật thật sự muốn cầu xanh đến thế giới cực lạc nhất định phải dùng chân tâm không thể dùng tâm vọng tưởng tâm vọng tưởng kết pháp duyên với phật a di đà kiếp này đi không được phải chờ đợi biên phận lần sau đời sau kiếp sau nữa không biết Đến khi nào bạn có cái duyên như hiện tại gặp được tình độ gặp được bóng hội tập của Hạ Liên Cư Lão Cư Sĩ bạn tu tập cho tốt có thể vãng sanh không? Phải đối chiếu với thập đại nguyện vương một chút ta làm được mấy phần trăm Trong tỷ lệ phần trăm Ta làm được mấy điểm Thứ tư Sám hối nghiệp chướng Các sám hối như thế nào trên sân khấu biểu diễn nước mắt đầm đìa cũng cảm động được khán giả bên dưới có xem như là sám hối không không hẳn vậy đương gia đại sư dạy tôi rằng đảm hội nghiệp chướng phải dùng tầm chân thành tâm cùng kính nhất định sau này không tái phạm đây mới gọi là thật sám hối ngài nói phật pháp trọng thực chất không trọng hình thức thực chất tức là sau này không tái phạm đây gọi là chân thật sám hối Khổng tử nói bất nhị quá Sai lầm chỉ có một lần Lần sau nhất định không có sai lầm như vậy nữa Ai làm được? Khổng tử tán tháng nhan hồi làm được Nhan hồi người này sẽ làm chỉ có một lần Ông ta biết là sai lầm lần sau sẽ không tái phạm nữa. Nhờ giáo không có cầu xuất ly tam giới. Họ cũng có thể làm được. huống hồ đại thừa huống hồ là thế giới cực lạ hôm nay sám hối ngày mai lại tái phạm phạm phải rồi lại sám hối vậy là không được tại sao lại có hiện tượng này dùng tâm vọng tưởng tùy xếp cho cùng là chân và vòng hai chữ Chúng ta từ kiếp vô thủy đến nay Nhất niệm bất giác Đánh mất tự tánh Trở thành lục đạo phàm phu Trong lục đạo luân hồi Không biết bao nhiêu lần Vô lượng kiếp Trong A là giải thích vô lượng kiếp Chứa đựng hạt giống tập khí Thiện ích ác nhiều Cho nên không giữ nội cái thiện Gặp duyên thì nó sẽ khởi hiện hành Tức mạnh của cái ác rất là lớn mạnh Cũng chính là vì nguyên nhân này Phật A-di-đà kiến lập nền thế giới cực lạc. Lợi ích của thế giới cực lạc, các đức tất cả các ác duyên, bên trong không có. Cho nên đến thế giới cực lạc, những điều bạn thấy được là hoàn thiện hoàn mỹ. Bạn sẽ không có nảy sinh ác niệm, cũng tức là nói trong A-lại-gia hạt à, giống bất thiện rất nhiều ở thế giới cực lạc không có duyên cho nó dẫn phát ra thế giới cực lạc hay là hai ở chỗ này Đám hội phải thật sự làm. phải thật sự buông xả điều kiện tiên quyết của sự buông xả thật sự là bạn cần phải nhìn thấu biết được tam giới lục đạo là giả biết được pháp giới tứ thánh cũng không phải là thật Tại vì sao là buông xả thật sự rồi. Tại sao không buông xả được? Vì chưa hiểu rõ, vẫn còn xem nó là thật. Cái thật thì không nhận biết, gặp rồi cũng không nhận ra. Tinh độ là thật, gặp rồi tại sao không niệm phật? vì chưa hiểu rõ ràng, cho nên nhìn thấu vốn xả hai cái này, cái nào khó? Lúc tôi còn trẻ, những vấn đề này đều hỏi qua chương gia đại sư, đại sư nói với tôi rằng nhìn thấu khó. nhìn thấu là trí tuệ nhìn thấu mà không buông xả không thể buông xả là nhìn chưa thấu đối với sự thật chân tướng vẫn còn trong mê muội không hiểu rõ Phật Thích Ca Mâu Ni 49 năm Không từ gian khổ Tiếp Pháp giảng kinh Tại sao? Giúp mọi người nhìn thấu Tại sao không dẫn người theo? Làm Phật thất, làm thiền thất Là một Pháp hội tu học Tại vì sao? Cái này dễ dàng Bạn tự hiểu Tu hành là ở cá nhân ý nghĩa của hai chữ tu hành này phải hiểu rõ ràng tu là sửa đổi hành là hành vi hành vi rất nhiều không ngoài ở ba loại thân khẩu ý Khởi tâm đồng niệm là hành vi của ý nghiệp lời nói là hành vi của khẩu nghiệp Động tác là hành vi của thân nghiệp. Tiêu chuẩn là tánh đức. Những gì tương ứng với tánh đức là thiện. Những gì trái ngược với tánh đức là á. Phải sửa đổi những hành vi ác thành những hành vi thiện. Đây gọi là tu hành. tiêu chuẩn của phật pháp tức là kinh luật luận kinh và luận là sửa đổi hành vi ý nghiệp giới luật là sửa đổi hành vi của thân và khẩu thân thể động tác lời nói phải phù hợp phải có chừng mực phải có kiềm chế đó là giới luật kinh luận là nói định là nói tuệ hoàn toàn sửa đổi hành vi khởi tâm đồng niệm nó có một tiêu chuẩn Ngày nay chúng ta đối với kinh luật luận biết quá ít. Thì nhìn không thấu, không buông xả được. Biết quá ít có thể thành tựu không? Có thể, người thành tựu rất nhiều. Là cái gì? Trong Kinh A-di-đà nói rằng Bất khả dĩ thiệu thiện căn phước đức nhân duyên Đắc sanh bị quốc Họ tuy là biết kinh luận ít không nhiều Họ có thiện căn Họ có phước đức Họ có nhân duyên Thầy cô dạy họ ít nhưng họ đều có thể làm được Như là Những người giống như lão Hòa thượng Hải Hiền Không ít Nhiều đời đều có Tốt gia, tại gia đều có. Tiện à, căn ước đức nhân duyên của họ sau vậy đều là dựa vào cái thực thà, nghe lời, làm thật của chính bản thân. Họ chỉ cần có sáu chữ này Thậm chí là không biết chữ, không có đi học hòa, cũng không có học hòa kinh giáo, Lục tổ Huệ Năng cũng thế Ngài không biết chữ Không có học quà kinh giáo Ở Hoàng Mai tham học 8 tháng Đều là giả gạo trẻ củi Giảng đường ở Hoàng Mai chưa đi qua Thiền đường chưa đi qua Trong Phật môn sớm hôm lên điện, Ngài cũng chưa đi qua. Tám tháng ngũ tổ truyền Pháp cho Ngài. Trong tám tháng đó, Ngài đã tu gì? Lục căn của Ngài tiếp xúc với cảnh giới lục trần. Đã tu cái gì? Tù không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Viên viên mạng mãn tương ứng cùng với tam quỳ, tương ứng cùng ngũ giới thập thiện, tương ứng cùng lục hòa, tương ứng cùng lục ba la mật. Hãy xem xem, chúng ta dùng phổ hiền thập nguyện. Để làm tiêu chuẩn, Ngài điều nào cũng tương ứng. Tại sao tánh đức này ngài trong tám tháng đã viên mãn bảo hòa Thượng biết được cho nên phát ra tin truyền thọ y bá để mọi người viết một bài kệ cho ngài xem à, Tiến tánh thật sự y bá sẽ truyền cho ngài Tạm tổ thứ sáu của Thiền Tông Đạo tràng người đông Chỗ của ngũ tổ là đạo tràng lớn Một ngàn mấy người Không có người nào nghĩ đến Để truyền y bác cho Huệ Năng âm thầm truyền không có nghi thức cử hành không có mời mọi người đến dự lễ truyền cho ngài và lập tức kêu ngài đi tảo hòa thượng ba ngày ở trong phòng không mở cửa phòng Người ta tưởng rằng Lão Hòa Thượng Thanh bệnh Đến ngày thứ ba mới mở cửa ra Dự đoán Được Huệ Năng cũng đã đi Khá xa Không dễ mà đuổi theo kịp Mới nói cho mọi người biết Y bác đã đi rồi Mọi người nghe đến đây Nghĩ ra nhất định là Huệ Năng Chia nhau đuổi theo Đi tìm dành y bác trở về Người có số mệnh Không phải của bạn Bạn sẽ không lấy được Thật có một người đuổi theo kịp Vậy mình Vệ năng đại sư vội vàng cất y bá trên một tảng đá. Sau đó trốn đi. Họ đến là để đoạt y bá. Người không quan trọng không đến nỗi phải giết người. Y bác đã vào tay, ông ấy lấy không được vệ mình lúc tại gia là tứ phẩm tướng quân tứ phẩm tướng quân lấy không được y bác ông ấy lập tức giác ngộ có thần hộ pháp giữ hộ cho nên lập tức hội tâm chuyện ý đó là sám hối Trần sám hối Họ liền gọi Lô hành giả ra Ta vì cầu Pháp mà đến Ta không phải vì y bác Mời Ngài ra đây Vậy năng đại sư đi ra Ngồi trên tảng đá đến hỏi ông ấy ông ấy ở hoàng mai thời gian rất dài không khai ngộ tỉnh pháp với huệ năng huệ năng nói với ông ấy rằng dạy ông ấy không nghĩ thiện không nghĩ ác tức là buông xã vạn duyên nhất tâm truyền chủ hỏi ông ấy một câu như hà thị minh thượng tọa bổn lai diện mục câu nói này hồi quang phản chiếu ông ấy thật sự khai ngộ khấu đầu cảm tạ bái huệ năng đại sư làm sư phụ ông ấy vốn vay vế chữ huệ sau đổi tên lại chúng ta biết một đời của huệ năng đại sư dưới sự hiểu biết của ngài người khai ngộ có đến bốn mươi mấy người huệ minh là người đầu tiên Hỏi ông ấy còn có bí mật gì không? Huệ năng đại sư nói rất hay Bí mật là ở nơi ông đấy Ông cần hỏi bí mật Bí mật là ở bản thân ông Ngoài tâm không có bí mật Cái gọi bí mật là tự tánh Tức là pháp tánh Tức là chân tâm trần Tâm năng sanh vạn pháp vạn pháp do trần Tâm sanh ra vậy mình lúc này thành thật đám hối nghiệp chướng buông xả cho nên ông ấy có thể khai ngộ chân thành đến tột đỉnh tạo ra tác dụng câu thứ năm tùy hỷ công đức chúng ta phải học ở thời đại này không thể học tùy hỷ ngài sẽ qua như thế nào nhưng chúng ta tùy hỷ có thích một ít phước đức không phải là công đức tại sao là phước đức Chúng ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước Bồ Tát tùy hỷ Tại sao thành tựu công đức Đây là Pháp thân Bồ Tát Họ không có khởi tâm đồng niệm Không có phân biệt chấp trước Cho nên tùy hỷ thành tựu Toàn là công đức Cái tùy hỷ này từ đâu đến Hàng thuần chúng sanh Họ là tùy hỷ thập pháp giới bên trên có thể tùy hỷ các pháp môn mà tất cả chư phật như lai biểu diễn đều khác nhau Bên dưới có thể tùy hỷ chúng sanh Thập pháp giới Thành tựu là công đức gì? Thành tựu ở lục căn Trong cảnh giới lục trần Nhìn thấy rõ ràng Nghe thấy rõ ràng Mọi thứ minh bạch rõ ràng Là trí huệ trí hệ bát nhã của tự tánh sẵn có sẽ hiện tiền tâm như như bất động như như bất động là chân tâm các vị phải biết rằng khởi tâm động niệm là vọng tâm phân biệt chấp trước là vọng tưởng trong vọng tưởng vọng tưởng quá nặng cái vọng tâm này tạo nghiệp là lục đạo luân hồi Tùy hỷ dùng chân tâm, không dùng vọng tâm là công đức. Dùng vọng tâm không phải là chân tâm, thì là phước đức. Những điều thiện là phước đức, những điều ác là tam đồ. Cho nên ta mắc đạo, tam thiện đạo, điều này như nhau không có ý nghĩa. Tam đồ là tiêu khổ nghiệp, tiêu ác nghiệp tam thiện đạo là tiêu thiện nghiệp đều là tiêu nghiệp cho nên nó là bình đẳng nói cách khác thiện ác nghiệp đều không thể tạo tạo ra rồi thì là tạo nghiệp luân hồi luân hồi là thiện ác đều bao gồm nhiễm tình tiền á chúng ta ngày ngày làm những thứ này tại sao bạn không thể thoát ly lục đạo bạn ngày ngày đang tạo nghiệp lục đạo nói cách khác lục đạo bạn ngày ngày đang tăng trưởng bạn làm sao có thể xuất lý lục đạo vậy làm thế nào đoạn ác không chấp tướng đoạn ác tu thiện không chấp tướng tu thiện vậy là đúng đoạn ác tu thiện nhất định phải làm tùy hỷ không chấp tướng là công đức không khởi tâm không động niệm không phân biệt không chấp trước người đại tu hành Người thành tâm tu hành Pháp thần Bồ Tát Tùy hỷ công đức Là nói trong cuộc sống ngày thường Niệm niệm thời thời khắc khắc Niệm niệm đều là nâng cao cảnh giới của bản thân Đây là pháp hỷ sung mãn Trẻ thường sanh tâm hoan hỷ Thứ sáu, đây là Đại Công Đức. Thỉnh chuyển Pháp Luân. Phật Đà Tại Thế. Đại Đức, trưởng giả cư sĩ đến biểu Pháp. Biểu Pháp gì? Thỉnh Phật giảng kinh. người tu phước. Tu phước gì là lớn nhất? Đều không hơn Thỉnh Phật giảng kinh. Tại sao? Thỉnh Phật giảng kinh bao nhiêu người được lợi ích? Lợi ích này là thật sự, không phải là phước báo của thế gian, họ khai trí huệ, họ được tá muội, họ được chứng quả. Kinh sám Phật sự có được tính là tỉnh chuyện Pháp đúng không? Được tính cũng là việc tốt. Nhưng đây chủ yếu là với chúng sanh cõi u minh không phải là con người. Phật đà tại thế vì có người hy vọng người nghe Pháp có thể giác ngộ Nghe xong giới luật có thể sám hối. Tiện tiền được lợi ích. Giới ô mình có được lợi ích không? Được lợi ích. Chúng ta biết rằng thiên long bác bộ quỷ thần, Phật vừa giảng kinh tất cả đều đến. Số người không biết nhiều hơn, số người hiện tiền của chúng ta biết là bao nhiêu lần. Chúng sanh chính Pháp giới đều đến nghe Pháp. Cho nên, phải cùng kính, cung kính có Đại Phước Báo. Bạn sẽ không ngờ đến. Người tỉnh Pháp đã tu Đại Phước Huệ. cái này có rất nhiều người không biết phía dưới câu thứ bảy thỉnh phật trụ thế thỉnh phật giảng kinh một bộ kinh giảng hết phật sẽ đi trong hội này người được độ có nhưng không nhiều Nghe một lần những người được độ nói cho cùng là rất ít, rất ít. Vì sao vậy? Nếu như Phật trụ ở nơi này, nhiều năm không ngừng giảng kinh. Đây là nỗi công đức tịnh tâm tu hành. Thường tịnh tâm tu hành, ngay cả người trung thượng căn cũng tu thành người thượng thượng căn Công đức này sẽ càng lớn. Nhưng tất cả phải như Pháp. Còn như Pháp không được. Phải hiểu như Pháp. Phải tương ứng với Pháp tánh. Cũng là điều mà người bình thường chúng ta nói là lễ tiết quy củ. Trong Phật Pháp giảng là giới luật. Giới là gốc của vô thượng Bồ Đề. Như trong Đại Pháp hội này, giới định huệ tam học đều đang diễn biến trong đó cách nói của đức thế tôn thường tùy đệ tử một hai trăm năm mươi lăm người phật thuyết pháp họ làm biểu pháp họ phải từ trong cuộc sống làm ra tấm gương để mọi người xem tại vì họ là học trò của phật Phật đích thần giáo huấn nếu như không làm được người khác làm sao tin tưởng bây giờ khó là khó ở chỗ này người thật sự dạy học không có tại sao không có học trò người thật sự muốn học cũng rất khó tìm không được thầy dù cho có thầy hay phiền não nghiệp chướng tập khí quá nặng họ cũng không làm được làm không được sẽ mất lòng tin lòng tin của chúng ta đã mất đi rồi bên ngoài những người theo chúng ta học làm sao có thể có lòng tin cho nên những chứng khó mà chúng ta gặp phải chướng là chướng ngại khó là khó khăn nghĩ cũng có thể hiểu thật là không dễ dàng từ đâu biết rằng biểu pháp thật sự đã làm ra làm được những công đức dạy học đó chúng ta từ đây có thể hiểu được công đức ở trong pháp hội của đệ tử phật cùng với phật là bình đẳng phật nói chúng ta làm ra tấm gương phật nói là ngôn giáo các đệ tử đều làm được là tấm gương bạn có thể thấy được sự thể hiện đó vì thế đồng thời bạn có thể thấy được Nguồn giáo Thân hành Bạn mới tin tưởng Người nghe mới tin tưởng Nghe Phật giảng kinh sẽ hiểu Lại thấy nhiều tấm gương tốt Cho nên sự giáo hóa này không phải là một người dạy, cũng giống như biểu diễn trên sân khấu vậy. Trên sân khấu, tất cả các vai đều là công đức đệ nhất. Công đức, ai ai cũng có công. Ngay cả vai phụ cũng có công. Không có họ, võ tuần này sẽ khiếm khuyết, không viên mạng. Mỗi người đều có công. Nếu mở rộng thêm Dưới sân khấu Những người phục vụ Người hỗ trợ Tức là hậu đài Tất cả đều có công Thì buổi biểu diễn này Bạn mới diễn thành công Kiếm khuyết một bộ phận Thì buổi biểu diễn sẽ không viên mãn do đó thỉnh phật trụ thế là quan trọng làm sao thỉnh phật phải làm thật học thật phật không có tình chấp thế gian không có thể diện trong nhà phật là không bỏ rơi một ai có một người thật sự muốn học để giữ được phật tại sao tôi thật sự muốn học một người cũng không có người thật sự muốn học không có phật sẽ đi tại sao thiện đi tức đã đi mất không có người chân thật học tập người chân thật học đã tốt nghiệp rồi họ đã đi rồi Duyên chưa đầy đủ Cái lớp học này không thể nào lập nên được Những năm cuối đời của Lý Lão Sư Lớp nghiên cứu nội học chỉ có một khóa Bốn năm tốt nghiệp Lớp học sẽ kết thúc Khi Lý lão sư còn tại thế Ông chưa ra đi Tại sao không thể mở khóa thứ hai Không có người đến học Người ta tốt nghiệp đại học Học thêm 4 năm Tiên năng một chút Thì có thể lấy được học vị tiến sĩ Mức độ thấp nhất cũng có thể lấy được học vị thạc sĩ. Lớp nghiên cứu này, cụ lý lão sư không có học vị. Nội dung học tập là Phật Pháp Đại Thừa. Trong xã hội không thừa nhận. Nói cách khác, ông không có học sinh. Cho nên lớp học này kết thúc. Có hiệu quả. Chúng tôi nhìn thấy quả thành Pháp Sư. Quả thành tốt nghiệp ở lớp học này rất là hiếm thấy ông ấy thật sự có thể giữ được những gì mà tổ tiên truyền lại một môn thâm nhập quần tù lâu dài điểm này ông ấy làm được Chúng tôi thấy được Rất là tôn kính ông ấy Rất là hoan hỷ Chúng tôi khen ngợi Sáng tháng ông ấy Sáng tháng giới luật Cổ vua bạn học Phải bằng như ông ấy Học tập ông ấy giới luật là điều căn bản của việc học phật không có căn bản thì làm sao có thể thành tựu Phổ hiền thập nguyện đã nói bảy nguyện bảy nguyện này là phổ hiền nguyện phía sau là ba nguyện hồi hướng thứ tám thường tùy Phật học là hồi hướng bồ đề thứ chín hàng thuận chúng sanh là hồi hướng chúng sanh phía sau phổ giai hồi hướng là hồi hướng pháp giới ba nguyện phía sau đều là hồi hướng ba nguyện hồi hướng này thời gian hôm nay đã đến rồi Sáng ngày mai chúng ta sẽ dạng đến ba nguyện hồi hướng này. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát lòng bồ đề hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc trong sanh tử luân hồi dù rằng biển nghiệp mênh mông núi tội chập trùng di đà từ phụ chưa hề xả bỏ mỗi một khát vọng tha thiết nào muốn về của đứa con tha phương thời thời đưa tay ra tiếp dẫn từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh cố hương xa cách đã bao thu khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ ta niệm di đà phật niệm ta thiên chân phụ tử cùng tương hợp mai đây hội ngộ ở quê nhà nói đến liên bang hai hàng lệ diêm phù khổ thú thật bi ai thế xuất thế gian nghĩ cho mãi không niệm di đà thì niệm ai cẩn dịch tùy lòng cư sĩ người đọc nhuận chánh phát tâm cúng dường tịnh thất quan âm địa chỉ website www vô lượng thọ chấm vn